Cơ quan chức năng vẫn phong tỏa trụ sở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Ngô Đức Công, 38 tuổi, cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày anh Công có tới cơ quan làm việc nhưng thấy tinh thần uể oải mệt mỏi, mọi người động viên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên anh Công không về nhà và ở lại cơ quan cả buổi trưa. Đến đầu giờ chiều khi cán bộ phường tới làm việc thì phát hiện anh Công nằm bất tỉnh ở khu vực trước sân trụ sở của phường. Lúc này cán bộ phường gọi nhân viên y tế cùng mọi người lại để chờ anh Công đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc này tim anh Công đã ngừng đập và được xác định là tử vong trước đó.